Mưa rông kèm với lốc sét, gió giật mạnh đã xảy ra tại các tỉnh miền núi phía Bắc, khiến cho nhà ở và hoa màu của người dân đã bị thiệt hại vô cùng nặng nề. Hơn 1.600 căn nhà cùng nhiều hecta hoa màu của người dân đã bị hư hại nghiêm trọng. Còn tại Dubai, thành phố sa mạc Trung Đông lại vừa có mưa lớn và lũ lụt nặng nề nhất trong vòng 75 năm qua. Liệu công nghệ gieo mưa nhân tạo mà nơi này thường áp dụng có phải là nguyên nhân? Liên tục trong thời gian gần đây đã xảy ra những vụ xả súng trên thế giới mà thủ phạm vẫn ở tuổi vị thành niên. Nguyên nhân nhiều chuyên gia cho rằng lại xuất phát từ những đồ chơi súng đạn và phim ảnh bạo lực. Thay những đồ chơi này bằng những cuốn truyện tranh có tính giáo dục cao là cách làm hay để góp phần ngăn chặn tình trạng này. Và đó là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, thông tin quốc tế mà chúng tôi vừa cập nhật đó là cách đây vài giờ đồng hồ thôi, tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm tại Iran. Thông tin chi tiết như thế nào? Xin mời biên tập viên Hải Yến. Vâng ạ, đó là thông tin được hãng tin ABC dẫn lời của một quan chức Mỹ cho biết là cách đây vài giờ đồng hồ, tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm tại Iran. Hãng thông tấn của Iran cũng đưa tin một tiếng nổ lớn đã được nghe thấy tại một sân bay ở thành phố Isfahan của nước này, nhưng chưa rõ nguyên nhân. Hiện một số chuyến bay đã được yêu cầu chuyển hướng khỏi không phận của Iran. Hiện thì Iran đã kích hoạt hệ thống phòng không và theo thông tin mới nhất từ phía Iran, nước này đã bắn hạ 3 thiết bị bay không người lái. Cộng đồng quốc tế đang liên tục kêu gọi các bên kiềm chế tránh gây leo thang căng thẳng trong khu vực. Tiếp tục là những thông tin nóng trong nước. Thưa quý vị, trong 2 ngày, ngày 17 và ngày 18 tháng 4, mưa dông kèm lốc sét gió giật mạnh trên diện rộng đã gây nhiều thiệt hại về nhà ở và hoa màu cho người dân ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Ước tính là đến chiều ngày hôm qua, có 1.600 căn nhà bị tốc mái và thủng rột. Tại Cao Bằng, dông lốc đã làm tốc mái 2 điểm trường ở huyện Bảo Lâm và hơn 800 ngôi nhà ở nhiều huyện như là Trùng Khánh, Quảng Hòa, Nguyên Bình, v.v. Ngoài làm gãy đổ khoảng 280 hecta ngô, 30 hecta cây thuốc lá và gần 1 hecta rừng keo, thì theo thông tin từ cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Cạn, đã có gần 580 ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó hư hại nhiều nhất là ở huyện Bạch Thông, cùng với nhiều hecta hoa màu bị gãy đổ, ước tính tổng thiệt hại là khoảng 5 tỷ đồng. Trên địa bàn của tỉnh Lào Cai cũng thống kê được có 139 ngôi nhà bị tốc mái khi mà cơn dông ập đến. Vâng, và cảm nhận thực tế ở ngoài trời còn nóng hơn từ 2 đến 4 độ nữa, tùy thuộc vào mặt đệm như là đường nhựa bê tông. Quý vị lưu ý là không nên hoạt động quá lâu ngoài trời, phòng tránh say nắng say nóng. Vâng, thế còn vào chiều ngày hôm qua tại huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế thì đã xảy ra cháy rừng, thiệt hại khoảng 2 hecta rừng tràm. Đồn biên phòng Phong Hải, Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động 20 cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng các lực lượng chức năng tham gia chữa cháy. Đến 13 giờ 50 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra xác minh nguyên nhân vụ cháy. Một đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ địa phương khác và nước ngoài về Đà Nẵng tiêu thụ đã bị công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với các lực lượng chức năng phá thành công. Số lượng ma túy thu giữ được xem là lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố. Sau khi thu giữ 3kg ma túy đá được ngụy trang trong túi chè khô, cất giấu trong thùng xốp tại khu vực bến xe trung tâm thành phố vào ngày 14 tháng 3. Mở rộng chuyên án vào ngày 18 tháng 3, lực lượng công an đón kiện hàng từ nước ngoài về có địa chỉ nhận tại quận Sơn Trà, phát hiện và thu giữ 12.000 viên ma túy dạng thuốc lắc có trọng lượng là 1,5kg. Số ma túy này được ngụy trang trong các hộp đựng thức ăn. Mới đây, một nạn nhân đã bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia bán hàng trên trang thương mại điện tử Crossroads giả mạo đang hiện lên trên màn hình. Thông tin từ Công an thành phố Hà Nội. Thời gian đầu, với đơn hàng bán được, nạn nhân vẫn được nhận tiền hoa hồng. Khi mà đơn hàng có giá trị và số lượng lớn hơn rất nhiều, thì nạn nhân đã phải nạp thêm tiền để thanh toán. Và khi số tiền lên đến hàng tỷ đồng thì không thể rút ra được nữa. Thưa quý vị, đây là sản phẩm detox táo hỗ trợ giảm cân. Quý vị cần hết sức lưu ý với sản phẩm này bởi là Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế mới đây đã đưa ra cảnh báo đến người tiêu dùng do là sản phẩm này có chứa chất sibutramine và đã có trường hợp phải nhập viện sau khi sử dụng. Cục An toàn Thực phẩm chưa cấp phép giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm cho mặt hàng này. Vì vậy mà người tiêu dùng không nên mua và sử dụng. Nếu phát hiện detox táo lưu thông trên thị trường, đề nghị thông báo ngay cho các cơ quan chức năng. Và liên quan đến sản phẩm này thì một người phụ nữ đã phải nhập viện điều trị sau 10 ngày sử dụng trong tình trạng bị mất thị lực và tổn thương não.
Thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh vận tải, khai thác bến xe trên địa bàn thành phố, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Sở Giao thông Vận tải giao cho Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố phối hợp chặt chẽ với các đơn vị vận tải bằng xe buýt, xây dựng kế hoạch phục vụ nhân dân trong dịp nghỉ lễ, kịp thời giải tỏa lượng khách tăng cao vào các ngày cao điểm. Các đơn vị khai thác bến xe xây dựng phương án bố trí xe dự phòng, xe tăng cường, huy động tối đa khả năng phương tiện, nghiêm cấm các doanh nghiệp vận tải tuyến cố định bỏ chuyến để đưa phương tiện vận chuyển khách hợp đồng. Khi phát hiện hành vi vi phạm, người dân có thể gọi điện đến các số điện thoại trên đường dây nóng để các cơ quan chức năng kịp thời xử lý. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang có dự án trọng điểm xây hai cây cầu nối liền quận 7 và huyện Nhà Bè. Việc giải tỏa đền bù tái định cư cho hơn 170 hộ dân bị ảnh hưởng chỉ mất có 7 tháng. Bởi là tất cả các hộ dân đều đồng thuận và không có trường hợp nào phải cưỡng chế hay là khiếu nại khiếu kiện. Đây có thể được coi là một kỷ lục trong giải tỏa mặt bằng vì tốc độ nhanh chóng và hợp lòng dân. Các cơ quan quản lý đã có những giải pháp như thế nào mà lại được người dân đồng thuận cao đến như vậy? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự ngay sau đây. Đường lớn hàng chục mét, quy hoạch đâu vào đó. Nhà xây khang trang chẳng kém các dự án lớn. Chỉ trong vài tháng, ông Tấn và nhiều hộ dân đã bàn giao xong mặt bằng cho chính quyền, được hỗ trợ thủ tục nhanh chóng để về đây xây nhà mới ổn định cuộc sống. Coi như là hợp lòng dân hay là tạo điều kiện được cho người dân đầy đủ hết về mọi mặt thì người ta đồng ý đi thôi. Đó, vậy thôi. Nhưng mà điều cái là người nào có đủ điều kiện thì người ta về đây người ta mới cất được cái nhà như vậy. Còn chưa đủ điều kiện thì người ta vẫn để chờ rồi xong có tiền ta mới cất được. Tại công trường, dự án cầu Phước Long và cầu Rạch Đĩa đang gấp rút thi công. Dự kiến cuối năm 2024 sẽ hoàn thành. Một tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công có thể coi là kỷ lục ở thành phố Hồ Chí Minh. Thực ra, nếu mà nói về tiến độ thành phố thì cái tiến độ rất là lẹ, rất tốt. Nếu cái dự án nào cũng mà được tiến độ như vậy thì thành phố mình sẽ rất là tốt trong cái việc mà thi công công trình giao thông. Các hộ dân bị ảnh hưởng nằm cả ở quận 7 và huyện Nhà Bè. Chính quyền hai quận huyện đã cùng ngồi lại để hỗ trợ người dân điều kiện tốt nhất. Thu hồi đất ở vùng ven giáp danh, nhưng tái định cư lại ở sâu trong địa bàn quận 7, gần trung tâm thành phố hơn, nên người dân ai cũng vui vẻ. Thì thường trực quận ủy và thường trực ủy ban tôi họp giữa hai bên. Thứ nhất là phối hợp cho công tác là gì? Ưu tiên cái nền tái định cư, mặc dù Nhà Bè khó khăn nhưng quận 7 vẫn dành cái nền tái định cư để cho người dân Nhà Bè để qua quận 7 đỡ. Thứ hai là xây dựng giá thị trường tiếp cận với hai bên là đồng bộ để đảm bảo là tránh sự so bì. Bí quyết của kỷ lục giải phóng mặt bằng ở hai cây cầu này chỉ gói gọn trong 5 chữ: vì dân, dân ủng hộ. Cầu Phước Long và cầu Rạch Đĩa là hai cây cầu huyết mạch nối Nhà Bè với khu trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà diện tích cây cầu rất là nhỏ như thế này, chỉ vừa một làn xe đi qua thôi và trở thành điểm nghẽn về giao thông. Chính vì thế, việc xây cây cầu mới khang trang sạch đẹp hơn luôn luôn được người dân mong chờ, và đó mới là ý nghĩa thực sự khiến các hộ dân rất là ủng hộ cái việc giải phóng mặt bằng ở đây. Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm qua đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng ngày càng nhiều loài mới, trong đó có cả con người, bị lây nhiễm virus cúm gia cầm H5N1 và phải đối diện với tỷ lệ tử vong cao bất thường. Vâng, và theo WHO thì cúm AH5N1 đang trở thành đại dịch động vật toàn cầu. Đến nay, virus này đang tiến hóa và phát triển khả năng để lây cho con người và dần dần có thể lây từ người sang người. Trong khi chờ phát triển vaccine và các phương pháp điều trị, WHO khuyến cáo ngành y tế các nước cần phải đảm bảo có đầy đủ năng lực chẩn đoán. Thưa quý vị, kết quả một nghiên cứu mới đây cho thấy là giống như tại EU, bệnh nhân tại Vương quốc Anh đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhiều loại thuốc quan trọng như là thuốc kháng sinh và thuốc điều trị động kinh. Các chuyên gia cho biết việc Anh rời khỏi EU đã khiến cho vấn đề về nguồn cung thuốc trở nên trầm trọng hơn. Hàng hóa bao gồm thuốc chữa bệnh không được lưu thông suôn sẻ qua biên giới với EU nữa, và về lâu dài, Anh mất thời gian hơn trong việc cấp phép thuốc mới. Nước này cũng không còn được hưởng lợi từ các giải pháp mà EU triển khai để giải quyết tình trạng thiếu hụt thuốc. Trong khi đó, thì tình trạng này cũng đang gây tác động nghiêm trọng đến các nước EU. Giới chức cho biết đang nỗ lực xử lý nhanh chóng các trường hợp thiếu hụt thuốc và giảm thiểu tối đa tác động của việc gián đoạn nguồn cung thuốc đối với các bệnh nhân.
Thưa quý vị, Y tế Thế giới vừa ghi nhận một bước tiến đáng chú ý trong một nghiên cứu mới nhất của Australia cho thấy là miếng dán y tế được in 3D và tẩm thuốc mang lại triển vọng cách mạng hóa phương pháp điều trị ung thư. Các nhà khoa học đã thiết kế các miếng dán sau phẫu thuật có khả năng tiêu diệt hơn 80% tế bào ung thư ở gan và giảm đáng kể tỷ lệ tái phát. Thuốc này được tẩm trong một miếng dán để ngấm trực tiếp vào vết mổ, xử lý các tế bào ung thư còn sót lại và giảm thiểu tác động phụ độc hại của hóa trị. Miếng dán sau đó có thể phân hủy sinh học. Ấn Độ đang đứng trước một mùa hè nắng nóng cao điểm và để đảm bảo sức khỏe cho cảnh sát giao thông, những lực lượng phải làm việc ngoài trời, giới chức đã trang bị cho họ những chiếc mũ bảo hiểm đặc biệt để giảm nhiệt. Những chiếc mũ bảo hiểm điều hòa nhiệt độ này do một nhóm sinh viên công nghệ thiết kế với nhiều tính năng đặc biệt. Mũ có tấm tre để chống chói mắt người đội. Khi được sạc đầy thì những chiếc mũ bảo hiểm được lắp pin này có thể làm mát lên tới 8 giờ đồng hồ. Ở nhiệt độ lên tới 40 cho đến 42 độ C. Đây được xem là thiết bị hữu ích cho những người làm việc ngoài trời. Việc cảnh sát đội loại mũ này cũng là một biện pháp khuyến khích người dân đội mũ bảo hiểm, tuân thủ luật lệ giao thông. Thưa quý vị, hình ảnh lũ lụt này thì có lẽ là không còn xa vời với chúng ta. Nhưng đáng ngạc nhiên, đây lại không phải là hình ảnh đang diễn ra ở một nơi hay thường có lũ lụt như là tại Nam Á hay là Đông Nam Á, mà lại ở Dubai, thành phố sa mạc giàu có ở quốc gia Trung Đông, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đúng là quả thực là nhìn hình ảnh vừa rồi thì có lẽ rất nhiều quý vị khán giả cảm thấy bất ngờ, bởi vì nhắc đến UAE thì chúng ta nhớ đến là sa mạc và những trận bão cát, chứ không ai nghĩ rằng là có thể lũ lụt đến mức như thế này. Vâng ạ, đây là trận lũ lụt của UAE được đánh giá là nặng nề và nghiêm trọng nhất trong vòng 75 năm vừa qua. Và bên cạnh các yếu tố tự nhiên thì đang có những giả thuyết được cho rằng một phần nguyên nhân gây mưa lũ dữ dội như vậy chính là do công nghệ gieo mưa nhân tạo vốn rất phổ biến ở quốc gia Trung Đông này. Vậy thì công nghệ này là gì và liệu nó có thể là thủ phạm của lũ lụt hay không? Và hãy cùng tìm hiểu về vấn đề này với các ý kiến từ các chuyên gia khí tượng quốc tế. Bão đã gây ra trận mưa lớn nhất từng được ghi nhận tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE trong 75 năm, với lượng mưa trong 24 tiếng đã cao gần bằng lượng mưa trung bình của nước này trong 2 năm. Là quốc gia nhiều sa mạc, lượng mưa trung bình hàng năm rất ít và nhiệt độ luôn ở mức cao. UAE đã đi tiên phong trong các giải pháp tạo mưa nhân tạo nhằm ứng phó với tình trạng thiếu mưa và hạn hán. Để gieo mưa nhân tạo, UAE sử dụng máy bay chuyên dụng để phun lên mây những hạt muối siêu nhỏ có cấu trúc tinh thể tương tự băng, giúp các giọt nước có thể bám vào. Khi nước hội tụ, nó tạo thành một tinh thể băng và rơi xuống dưới dạng tuyết hoặc mưa. Tuy nhiên, UAE đã loại trừ giả thuyết rằng gieo mưa nhân tạo là nguyên nhân gây ra trận mưa lịch sử. Mưa đã được dự báo từ nhiều ngày trước, thậm chí là mưa to, nên cơ quan khí tượng không có lý do gì để thực hiện gieo mưa nhân tạo cả. Các nhà khoa học cũng cho rằng phương pháp gieo mưa có tác động cục bộ và khó có thể gây ra lũ lụt ở nhiều khu vực cùng lúc. Không có hoạt động gieo mưa nào được thực hiện trước đợt bão này, nên tôi có thể nói trận mưa này hoàn toàn là do tự nhiên. Cũng phải lưu ý rằng tháng 4 này là thời điểm giao mùa, nên các sự kiện thời tiết cực đoan có thể xảy ra do thay đổi áp suất trong không khí. Các nhà khoa học cho rằng nhiệt độ toàn cầu gia tăng dẫn đến tình trạng những cơn mưa lớn xuất hiện trên khắp thế giới, bao gồm những khu vực thường khô hạn hay đang giữa đợt hạn hán. Hiện tượng này càng được tăng cường khi nhiệt độ tại mặt đất ấm lên, tương phản với nhiệt độ lạnh ở tầng cao khí quyển, đã tạo điều kiện cho nhiều hiện tượng thời tiết khắc nghiệt hơn trên khắp thế giới, bao gồm cả mưa bão dữ dội. Sự kiện này vô cùng hiếm gặp khi UAE chứng kiến lượng mưa bằng cả năm chỉ trong một lần mưa bão. Tôi cho rằng cơn bão này nói riêng là một phần của một hệ thống bão cỡ trung bình quét qua toàn bộ khu vực. Và với tác động của biến đổi khí hậu, chúng ta sẽ còn thấy tăng tần suất bão và mưa rất lớn. Mưa lớn là hiện tượng bất thường ở UAE trên bán đảo Ả Rập khô cằn. Mưa thường xảy ra định kỳ trong những tháng mùa đông khi thời tiết mát mẻ hơn. Thưa quý vị, với một chai nước đã qua sử dụng và những chiếc ống hút như thế này, hay là một đoạn ống dây nước, một chiếc pô xe máy nhặt từ bãi phế liệu, theo quý vị thì chúng có thể có một công dụng nào khác không ạ? Ấy vậy mà tại thành phố Đà Nẵng có một người đàn ông đã dùng chúng để mà chế tạo thành những nhạc cụ. Bằng tình yêu âm nhạc của mình thì anh Trịnh Ngọc Huy Toàn đã sử dụng những món đồ tưởng chừng như là bỏ đi như thế này, biến chúng thành những nhạc cụ phát ra được những thanh âm hết sức du dương. Cái niềm đam mê âm nhạc đấy mới mình từ khi mình là còn là một cậu bé rất là nhỏ. Đam mê âm nhạc của mình mỗi ngày một lớn lên. Cũng chính nhờ âm nhạc thì hai vợ chồng cũng có được cái tiếng nói chung thư giãn những lúc mà hai vợ chồng mệt mỏi.
tới năm 2012 rồi, bắt đầu mình thấy là những cái đồ phế thải nó cũng một vài cái dụng cụ nó cũng có cái cấu tạo giống như là cái bộ hơi của bánh sáo, chẳng hạn như cái chai nước mà mọi người hay dùng hàng ngày, hay là một cái ống hút để mình có thể hút nước ở trong chai nước. Bây giờ mình có thể tạo ra được cái âm thanh trong trẻo của những tiếng chim ở trên rừng. Tận dụng những thứ đã vứt đi từ bãi phế liệu, anh Toàn xin về may mò và chế tạo các sản phẩm tương tự như sáo trúc hay kèn. Cái này là một cái giá nhạc, giá để cái bản nhạc cũ nó đã bị hư rồi. Bằng sự sáng tạo của mình, anh Toàn đã tạo ra hàng chục những nhạc cụ từ phế liệu. Chiếc kèn làm từ ống pô xe máy là nhạc cụ khiến anh mất 3 năm nghiên cứu mới tạo ra được âm thanh ưng ý. Nó có hình dáng như một chiếc saxophone, nên mình hay gọi vui nó là một chiếc saxobo. Mỗi một lần anh làm ra được một cái sản phẩm mới, mình là người đầu tiên anh khoe. Mình cũng phụ giúp một ít về ý tưởng, nên hai vợ chồng gắn kết được thêm hơn với nhau và hiểu nhau hơn. Yêu với âm nhạc, sự sáng tạo, những đồ vật tưởng chừng như bỏ đi đã được hồi sinh trong một cuộc sống mới đầy nên thơ và thi vị.